Đúng là hâm các bạn ạ. Đấy, đi mua toàn đồ bỏ đi về thế này. Này đi gặp một cái nhà có những cái chi tiết này đẹp quá nhưng mà nó chả vào đâu, mua về bày thôi. Căn nhà cổ. Chi tiết của một căn nhà cổ thời Lê. Hoa văn mây kiếm. Là cái chi tiết này nó ghép mộng và nó đẳng cấp đấy. Chi tiết này nó ghép mộng và nó không hề đơn giản nữa. Ok. Họa tiết hoa văn mây kiếm.